Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn tài sản nhà nước do ngành ngân hàng quản lý. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Sau 5 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, hai cơ quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả những nội dung được quy định trong quy chế như duy trì, thực hiện nghiêm túc việc trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành ngân hàng. Đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phối hợp chỉ đạo xử lý khắc phục tồn tại, sai sót trong quá trình thanh tra kiểm tra, giám sát tại 3 quỹ tín dụng nhân dân. Trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra việc lộ mất thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, ngành ngân hàng. Trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, hai đơn vị phối hợp phát hiện xử lý 8 vụ việc. Thời gian tới, Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ theo quy chế phối hợp, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, rà soát đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu chỉ đạo khắc phục tồn tại hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động của hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, tăng cường công tác bảo vệ bí mật của nhà nước, an ninh mạng, hệ thống thanh toán ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.